Min Heok và Sang Mi là một cặp từ thời trung học. Họ chưa bao giờ quan hệ tình dục cho đến khi họ trưởng thành. Min Heok hay tưởng tượng khi xem video khiêu dâm. Min Heok đã sẵn sàng và quyết định yêu cầu Sang Mi quan hệ tình dục lần đầu tiên. Tuy nhiên, Sang Mi không muốn lần đầu là với Min Heok. Cô nghĩ đó sẽ là một trải nghiệm khó quên kể từ khi họ yêu nhau. <laughs>